For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với những thông tin đáng chú ý. Ca sĩ Như Ý nổi tiếng với bài Vô Cùng, nói luôn yêu hết mình, chung thủy nhưng nhiều lần đổ vỡ, hiện độc thân tuổi 39. Sau gần 10 năm định cư ở Mỹ, cuối năm 2023 đến nay, Như Ý thường xuyên về nước ca hát. Dịp trở lại showbiz, cô nói về cuộc sống và công việc. Cảm xúc của chị sau nhiều năm gặp lại khán giả trong nước là gì? Những năm qua tôi chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà nhưng ít khi dự sự kiện. Gần đây trở lại với sân khấu, hát các nhạc phẩm được khán giả yêu thích, tôi hạnh phúc vì thấy bản thân còn được yêu thương. Tôi vốn sống khép kín, xa khán giả cũng đã lâu. Hơn nữa, cuộc sống tình cảm của tôi cứ gặp trắc trở nên không thoải mái làm nghề. Giờ quay về cuộc sống tự do, tôi mới tìm lại được nguồn cảm hứng với nghề. Cuộc sống của chị ở Mỹ những năm qua như thế nào? Tôi chọn sang Mỹ sống vì nhiều lý do, tuy nhiên không phải là trốn tránh để sinh em bé như tin đồn. Tôi thường bỏ ngoài tai các thêu dệt vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống. Thời gian đầu, tôi nhớ nhà, thường muốn đặt vé quay về. Tôi sống ở tiểu bang Texas một thời gian, nhưng cô đơn bị sốc văn hóa. Năm 2015, tôi chuyển đến bang California, nơi có nhiều người Việt, cuộc sống tươi vui hơn. Vào các dịp lễ Tết, mọi người quây quần tổ chức ăn uống nên tôi cảm thấy gần gũi. Tôi đi hát cuối tuần, tham gia vào trung tâm ca nhạc hải ngoại. Thu nhập của tôi ổn định để trang trải cuộc sống, có tích lũy đầu tư các sản phẩm. Hiện tôi chỉ tập trung chuyên môn, không làm thêm công việc nào khác vì thấy không phù hợp. Thỉnh thoảng tôi về nước thăm hỏi, chu cấp để bố mẹ có cuộc sống thoải mái. Nhiều năm qua tôi tự hào vì không chọn đi lên bằng scandal, bố mẹ cũng ít phải lo lắng, cho phép tự quyết định mọi việc. Chị nói chuyện tình cảm không suôn sẻ, vì sao lại như thế? Từ khi sang Mỹ đến nay, tôi quen hai người đàn ông, nhưng đều đổ vỡ sau vài năm gắn bó, gần nhất là 6 tháng trước. Nguyên nhân rạn nứt do cả hai người đều không đồng điệu suy nghĩ, ghen tuông, thiếu thấu hiểu cho công việc của tôi. Trong tình yêu, tôi thường hết mình, chung thủy, dành thời gian cho người đó. Tôi có ghen nhưng không vô cớ, thường xuất phát từ trực giác đúng đắn của một người phụ nữ. Khi có chuyện, tôi rất rõ ràng để giải quyết, tránh để sự việc âm ỉ, khiến tinh thần mệt mỏi. Trước khi bắt đầu mối quan hệ, tôi thường thể hiện rõ quan điểm sống, bộc lộ tính cách để người kia hiểu, cảm thông thì mới tiếp tục. Sau đổ vỡ, quan niệm về hôn nhân của chị thay đổi ra sao? Ngày xưa tôi hay mơ mộng lắm, nhưng giờ thì thực tế hơn. Tôi không đặt yêu cầu nào lớn lao về người yêu, chỉ mong anh biết chia sẻ, đừng gia trưởng vì dễ ngây, ngộp thở, tôn trọng nhau. Tôi cũng không ngại yêu người kém tuổi, tôi độc lập về tài chính, không phụ thuộc hay có suy nghĩ dựa dẫm vào ai. Tôi cho rằng hôn nhân phải xuất phát từ sự chắc chắn, sẵn sàng về mọi thứ. Đừng lập gia đình chỉ vì lý do đã có tuổi hay phải khiến người khác vui. Cuối cùng, kết cuộc vẫn ly hôn thì buồn lắm. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi ước bản thân sẽ có tình yêu đẹp. Tuy nhiên sau mọi chuyện, tôi không còn dám nói trước điều gì, cứ thuận theo tự nhiên. Đôi khi thất bại trong tình yêu cũng không quá tệ vì lại mang lại cảm xúc để thăng hoa trong các bài hát. Tôi luôn nghĩ ông trời sẽ không cho ai tất cả, được điều này sẽ phải mất cái kia. Tôi luôn học cách chấp nhận thay vì oán trách. Chị kỳ vọng điều gì ở bản thân khi trở lại ca hát? Tôi không bị hào quang sân khấu khiến bản thân rơi vào ảo tưởng. Tôi tự nhận mình không quá dần dần, nhưng may mắn vẫn có show đều đặn, sống được với nghề. Khi quay lại, tôi không nghĩ sẽ phải bắt đầu từ con số 0, bởi ít nhiều từng tạo được tên tuổi, có lượng khán giả nhất định. Tôi không vội vàng hay cố gồng để tạo chú ý lúc này. Tôi cần thời gian để mọi người ngấm lựa chọn âm nhạc ở giai đoạn này, theo đuổi các ca khúc nhạc hoa lời Việt. Với tôi, điều quan trọng nhất hiện tại là định hướng, ra đều các sản phẩm chất lượng. Tôi giữ niềm tin với nghề bằng việc hoạt động chăm chỉ, nghiêm túc. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.